Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vào YouTube cái thuế của Hoa Kỳ áp dụng với YouTube. Trước khi bạn vào, bạn sẽ chọn vào thông tin thuế tại Hoa Kỳ, bạn sẽ chọn vào tài khoản, bạn sẽ chọn cá nhân. Bạn có phải là công dân thuộc người cư trú tại Hoa Kỳ không? Bạn chọn không, vì mình không phải Hoa Kỳ. Hãy chọn biểu mẫu thuế W8. Bạn sẽ chọn vào mục 1. Biểu mẫu này thường được các cá nhân không phải người Hoa Kỳ sử dụng, cũng được để yêu cầu hưởng các lợi ích. Bạn sẽ chọn tên theo tài khoản của mình, tài khoản Google AdSense đấy. Bút hoa không dấu. Quốc gia thì bạn chọn vào Việt Nam, mình đang ở Việt Nam này. Đó. Còn mã TIN và bạn sẽ bỏ qua ra vào dòng địa chỉ 1, bạn sẽ ghi nơi bạn đang sinh sống, xã phường, thị trấn. Mình thì ở bản Nà Giang, mình sẽ ghi bản Nà Giang, xã Bản Lang. Còn dòng địa chỉ 2, bạn chỉ điền vào số điện thoại liên hệ. Thành phố thì bạn chọn vào thành phố bạn đang sinh sống, mình thì ở Lai Châu, thành phố Lai Châu. Mình chọn Lai Châu, tỉnh cũng là tỉnh Lai Châu luôn. Mã bưu điện thì bạn chọn vào, tìm kiếm vào trong Google nơi bạn đang ở. Ví dụ như tỉnh Lai Châu, mình sẽ gõ vào mã bưu chính tỉnh Lai Châu, nó sẽ hiện ra. Sau đó bạn dán vào mã bưu điện. Địa chỉ gửi thư giống địa chỉ nơi thường trú, địa chỉ gửi thư bạn chọn vào đúng vào đấy. Sau đó bạn bấm tiếp tục. Hiệp định thuế, bạn có đang yêu cầu hưởng tỷ lệ cấu lưu thuế thấp hơn theo hiệp định thuế hay không? Không. Luật thuế Hoa Kỳ có áp dụng mức thuế cấu lưu là 30% đối với các khoản thanh toán được coi là thu nhập có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Bấm vào không vì mình không có lượt view từ Hoa Kỳ, mình chọn không.
Cho nó bấm tiếp tục. Căn cứ theo những gì tôi đã được biết, tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ các giấy tờ đã tạo và tôi tin rằng thông tin trên giấy tờ này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Bấm tích vào. Sau đó bấm vào tiếp tục. Đó. Họ và tên pháp hợp pháp. Chữ ký của bạn, mình viết chữ ký của mình vào đấy. Viết, nếu viết in hoa không giống. Bạn có phải là người được liệt kê trong phần chữ ký hay không? Bạn chọn có, tôi là người được liệt kê trong phần chữ ký và tôi sẽ tự. Tự hoàn thành biểu mẫu này. Đấy. Bấm vào tiếp tục. Hoạt động dịch vụ thực hiện ở Hoa Kỳ. Cá nhân hoặc pháp nhân được xác định tại mục mã số thuế là tiến hành bất kỳ hoạt động nào cho Google tại Hoa Kỳ chưa? Bạn chọn không. Bản cam kết. Bạn chọn không. Sau đó tôi xác nhận rằng các dịch vụ cung cấp Google hoặc các đơn vị liên kết của Google chỉ được cung cấp ở bên ngoài Hoa Kỳ và mọi nguồn nhân lực vốn bao gồm cơ sở vật chất hoặc công cụ khác dùng để cung cấp dịch vụ đó sẽ có vị trí thực tế bên ngoài Hoa Kỳ. Bấm vào. Bạn đang cung cấp thông tin thuế cho hồ sơ thanh toán hoặc hồ sơ thanh toán hiện mà hồ sơ này chưa từng được nhận các khoản thanh toán, hay bạn đang cung cấp thông tin thuế cho hồ sơ thanh toán? Bạn bấm vào mục 1. Sau đó bấm vào gửi. Và đợi thôi, giá đã được chấp thuận. Nếu bạn muốn làm lại biểu mẫu, bạn ơi, gửi biểu mẫu mới. Sau đó biểu mẫu cũ nó sẽ bị hủy. Chào mọi người nhé, nếu bạn thấy video hay hãy bấm vào like, đăng ký kênh để ủng hộ. Để có mình có động lực làm tiếp. Mình xin kết thúc video.